Cháu San xin mến chào quý khán giả, các bác cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của cháu nhé. Ngày hôm nay thì cháu đang đi trên một con đường á, rất là rập rạp, đang đi vào tham Bé Di mà cũng cách đây khá là lâu rồi cháu không có chia sẻ video clip lên cho các bác cô chú anh chị được biết về tình hình hiện tại của bé ra sao rồi. Thì cũng thông báo với các bác cô chú anh chị và chị Yến thì mấy tháng vừa rồi á, chị cũng có gửi tiền nhờ cháu San mua đồ ăn các thứ cho Di. Thì ngày hôm nay cháu sẽ vào đây để tiếp tục chia sẻ cho các bác, cũng như là lát nữa thì xem là gia đình có ở nhà hay không, thì cháu mới tiếp tục dẫn bé đi lên ở trên quán để mua đồ ăn các bác nhá. Tức là chị Yến cũng có gửi tháng 7 là 500.000. Thì ngày hôm nay là ngày 16 tháng 7 các bác, thì cháu vào để mua đồ cho bé các bác nhá. Thì các bác cũng thấy đấy, cái con đường đi vào chỗ nhà của bé rất là rập rạp. Không biết là từ cái đoạn này còn có thể là đi xe được hay không nữa. Nên thì cháu cố gắng đi từ từ xem là có đi được hay không. Mấy ngày nay thì thời tiết ở bên này cũng nắng. Nhiều nơi ở bên Hà Giang thì trời mưa và sạt lở đường rất nhiều. Tuy nhiên ở bên này rất là may mắn là bà con không có bị chịu ảnh hưởng bởi thiên tai như là mùa lũ. Ôi dồi, đường rất là khó đi nha các bạn này. Cuộc sống rất là biệt lập nhé các bác nhé. Ở đây thì chỉ có là mỗi gia đình của bé ở trong này thôi. Còn ngoài ra vài những cái chỗ này ấy, là bà con mọi người nuôi làm lán, làm trang trại để nuôi gà. Có vẻ như là đi được rồi. Ui. Ui. Thế còn đi được không đây? Ui. Cây này bị sạc, bị cây này bị sập xuống này. Này có vẻ như rất là chân các bác ạ. Nên là có đi được không? Khá lâu rồi không có ai vào đây. Hy vọng là mình có thể đi lên được. Ôi dồi. Ôi dồi. Lá cây nhiều quá các bác ạ. Lá cây nhiều nên là nó rất là chân. Ok. San để xe ở đây thì cháu bây giờ là đoạn này đi bộ thôi. Ngay bên dưới này cháu thấy có những cái loài hoa này là ăn được ấy, không biết gọi là cái hoa gì các bác ạ, mình có thể nấu ăn được. Ông vừa nghe thấy ai cười dưới này nhỉ? Sang cái đoạn bên này rất là chân luôn, không thể đi được. À, mình nghe thấy Di gọi dưới này rồi. Đây là cái căn nhà của bé Di đấy các bạn, nằm giữa rừng như thế này. Ui. Cái cây sân này không biết có dám đi qua không đây. Ui.
Để anh làm cái cây sân này đã. Cây sân này ngay ở dưới đường này, sợ đốt người lắm. Qua đây. Ui, cẩn thận vào mạng đây. Ui dồi ôi, nhà dập dạp chưa? Cứ như kiểu là ở giữa những cái cây túp liều bỏ hoang ở dưới rừng ấy. Hello! Đang làm cái gì đấy gì? Gì? Đang làm cái gì? Hello? Hả? Dùng dao à? Ồ. Bố đang làm gì đây? Đây, bài gì đây các bác này? Vâng, bác. Khá là lâu rồi không có chia sẻ bài gì cho các bác xem á. Gia đình hình như là đang cuốc ở dưới kia để làm cái gì ấy. Mình đang cuốc dưới kia làm gì đấy? Chứ? Rau gì ăn thì nó quất vào trồng đậu. Trồng rau á? À? Trồng đậu à? Rau ăn. Trồng rau à? À. Thế là dạo này là không đi làm gì đâu đúng không? Con này cái gì đi không? Năm nay là đi là chỉ ngu nhưng mà ngu đủ hết nghe chùa hết không được cái gì à không năm nay chắc là trên đời không có gì à rồi thôi nếu mà thiên tai đã đổ rồi thì thôi đấy làm rồi cuối cùng bây giờ là coi như mất hết là ngô là vừa rồi là gió là sập hết à đúng hết ngày không có cái nấu hay chùa hết chùa đã ăn hết rồi thế thôi ở nhà xem là chăm tốt cho con gà cái thứ là được con gà con còn... là không rõ là gì chảy nó bị chết không biết thấy dịch à nhà thà y thà tính chết của năng suất con này mà mình đánh nhà thì nhà mình cứ chết đi 6 con nữa là là chết hết à là chết hết đây là có ở dưới nơi là còn 3 con gà mấy ma đi ở dưới nơi rất là không có sống không thì là có ma đi để thế là bây giờ là không còn con gà nữa không còn nữa, con còn gà chết hết rồi gì con gà chết hết rồi chết hết rồi thế con dê đâu? Con dê. À, dê bên kia đang làm bên kia. Con dê này chưa có bầu à? Chứ? Dê thì chắc mà đi xả nhưng mà mình không có này. Đây hình như là ở gia đình đi kiếm được một ít san nhân rừng đấy các bạn. Cái củ này là củ san nhân rừng. Chứ còn thường là những cái san nhân đỏ, san nhân khác. San nhân chưa già lắm. Đây mọi người có thể nhìn gần chút này. Cái này vẫn còn non. Rồi là trong này thì cũng mùa này cũng đến mùa quả rẽ rồi. Mùa quả rẽ. Con dê là đang làm ở chỗ hòn đá. Nuôi con gà cái thứ là sợ nhất là dịch. Cái này là mây để đan gì? Đan sọt à? Đan xem là người ta lấy thì đan được bán được cái nào hay thì đấy. Thì cứ ở thời gian mấy ông là tức là đi là dạy ở bên ở Paso kia mình đi là thuê nơi hay bỏ con nhưng bây giờ là không có gì ăn. Thế làm thuê á? À? Làm thuê gì ở đấy? Dạ mình chút là trên. Dạ. Mình đánh tiếp thế là được mấy đồng muôn cây cho toa không được là nó quá không có gì ăn. Ủa bên này ngay ở dưới rừng như này rất là nhiều sâu. Mùa này là mùa hè á. Đây này, các bác xem là con sâu bò đầy trên này. Đấy, là con sâu bò đầy này. Ui dồi, cái này con sâu còn lên giường ngủ không? Gì? À, cái mắt nào suốt này không mắt nào thì bò đấy. Đây này, ui dồi. Này. Đây này, con sâu bò đầy này. Lại bài gì đây? Lớn một chút rồi. Đánh nhà, cái nhà. Thì con bảo là đánh chết đi, không thế là... Ui dồi, trong nhà nhiều quá. Trong rừng mà. Mùa này đang là mùa hè nên là sâu nhiều lắm. Mẹ Di đang khuấy rơi rồi. Ui dồi, ui dồi, sâu vào hết nhà rồi. Ghê quá. Cháu cũng chia sẻ lại cho các bác của chú anh chị mà mọi người không có biết về hoàn cảnh của gia đình bé thì đây là mẹ của bé Di.
Thì mẹ của bé là cũng bị câm và không thể nói được như một người bình thường ấy. Ngoài ra thì làm cái gì cũng hơi chập chạm một chút. Và bé đây thì bố của bé năm nay cũng 60 tuổi rồi các bác. 60 tuổi rồi thì ngoài trên 60. Và cái đợt ngày xưa mình giúp đỡ cho bé từ dưới kia đi lên trên này để bé có thể là được đi học. Thì cũng năm nay là được học sắp tới đã học hết năm thứ hai rồi nhỉ. Bé Di học hết năm 2 rồi đúng không? Học hết năm 2 rồi là đến nó bảo đến tháng 9 mới học lại nó mà tính. Tháng 9 là học học là đi học lại một năm mầm non nữa à? Mới vào lớp 1 đúng không? Gì? Học một năm mầm non nữa à? Phải không? Phải. À, học một năm mầm non nữa mới vào lớp 1. Thế mùa này nhà mình có gì ăn không? Ăn rau. Rau bí à? À đây, rau bí nhiều phết đấy. Tại khu vực này toàn là rau bí hết các bạn. Rồi ngoài là ở dưới kia là rau dẫn này. Rau dẫn rồi à. Dưới khu dưới kia trồng gừng đi. Để mình vào bên trong nhà. Và đây là những cái sọt mà bố Di đan về hay sao các bác? Đúng rồi, đây là những cái sọt này của Di đan. Còn cái này là dao diếp cá nhà mình đào á. Dao diếp cá. Ôi dồi ôi, bố nhiều cái bẫy như này à? Đi bẫy chuột được không? Đây, cái sọt này còn sọt mới đấy. Sọt này hình như vừa mới đan đấy các bác. Cái này là sọt bằng mây. Nhà cửa hơi bừa bộn. Đây là những cái ở ngày trước là bố của bé là làm cả năm trời là mua hết gạo ở đây. Những cái gạo này bây giờ là mình nhìn thấy mọt hết rồi các bác. Mọt hết nhưng mà tại vì là cũng không có gì ăn á, thì bắt buộc phải ăn. Ông ấy thì không biết đi xe rồi dưới một cái khu rừng như thế này á, có thể là không có ai chở cho ông ấy cả. Nên là bắt buộc là khi mà có ai chở là thuê người ta chở. Chở về là một cái lần mua gạo như này là ăn cả năm. Cả năm trời như này là bị mọt. Đây các bác xem này. Bị mọt rất là nhiều. Lại ăn là không ngon một chút nào luôn. Nhưng mà chắc có lẽ là vẫn phải ăn thôi. Thật sự cũng rất là tội. Một cái gia đình, nói chung là những cái quá khứ về trước đây thì còn thực sự mà nói thì khủng khiếp hơn rất nhiều. Nhưng mà bây giờ thì cũng gọi là ổn ổn hơn một chút. Đấy các bác, đây nuôi gà thì lại gà dịch. Thế này thì đúng là khổ đây. Dạ. Con dê cứ cố gắng kiếm xem là có cái con dê được á. À, gỏ phát theo thì nó rất đi xa quá đi rồi mà chỉ sợ cái rồi mùa sắp tới đây. Rồi kiếm thì xa quá. Mùa sắp tới là đi kiếm sa nhân này, đi hái sa nhân với lại đi hái quả dế. Thế là năm nay nó hái sớm quá thì mình họ hái hết rồi à? Đi cho phải đả ngu thì về đính nhà thì nó hái hết đi. Ôi rồi không được cái gì nữa mà thành ra mua đấy. Sa nhân các thứ là mọi người dây mua thì là sống bao thì bìa ra thì mấy đường một bao, thế là nó mua quả bú chiều. Thế là làm hồi xưa mấy đứa hai bao mà không được cái gì. Đây gì thì con chào ông bà nè. Con chào ông bà. Cô bác. Cô bác. Con năm nay bao tuổi rồi? Con bao nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi. 6 tuổi à? Học lớp mẫu giáo mấy? Mẫu giáo gì? Mẫu giáo ghép. Mẫu giáo ghép à? Ừ. Mình con là ở huyện gì? Học trường gì? Học trường Bảo Như Sát. Xá gì? Xã Hòa Luông. Huyện gì?
và Phó Thụ. Tỉnh gì? Tỉnh Lai Châu. Đấy, cũng biết nói rồi. Đấy, cũng biết nói một chút rồi. Thì thời gian vừa rồi á, có cô Yến cũng có gửi tiền cho con ở tháng 7 nữa. Thì xem nào. Thời gian này ấy, thì chắc chắn là không biết là có 500.000. Thì lát nữa lên trên kia mình mua được cái gì nhỉ? Bác chứ nhỉ? Tí lên trên kia mua quả trứng với này cá khô về cho gia đình mình ăn nhá. Quả trứng về cá khô về mua về ăn tiết kiệm nhé bác chứ nhá. Chứ còn không là mùa này là đang mùa mưa là không có một cái gì ăn luôn đấy. Con gà thì lại chết hết rồi. Con gà chết hết rồi, bây giờ không biết làm sao. Để thành ra thì nhà nắng thì mới đi đặt thôi. Thế cái sọt này đan về có ai lấy không? Mình đã được thì đấy thôi, nhưng mà chung là mình đi đi cặp pha quất thì không, chắc là không bán mà đi để cho vợ nên đi quỷ. Ôi giời ơi, ở đây đúng là nằm giữa rừng như này, con sâu tấn công người mất. Các bác xem thử những cái cây bên này đi, khủng khiếp thực sự luôn đấy. Kìa, con sâu đầy ở trong cái cây kìa, cây nào cũng đầy luôn. Nếu mà có những cái con gà, có khi con gà còn ăn con sâu đó, nhưng mà hình như là con đấy là con gà không dám ăn thì phải. Con gà không dám ăn đúng không? Thế bây giờ là bác chứ bé bé bác chứ lên trên kia ở trên trên chỗ nhà Thanh á là lấy đồ nhá. Tại vì cháu cũng không đi với mẹ lên nhá. Đi được không con, đi được không? Giờ đi lên trên kia được không? Đi đường bên này. Chú lái xe đi đường bên này thì lại không đi được. Chân quá. Thì cháu là chết, cháu bảo là đôi đi quát nhỏ ngoài quá. Tức là cái nước mà bác chứa hỏi là không, họ bảo không có cho người khác chung nữa à? Bởi nó bảo là không bắt đâu. Thế thì khó, khổ. Ở khu vực này là không có nước. Không đủ uống, nó không bán nữa mà. Và khu vực này không có nước các bác. Bây giờ thì thầy ra thế, như nào thì có nhiều tiền thì mới xây một cái bể. Thì mang ít người thì xây bể thì mang cái đủ uống mà. Ở khu vực này là không có nước nên thành ra là toàn bộ là đi cống, đi đeo về cách đây hơn 2 cây số, rồi là hướng những cái nước mưa, hướng nước mưa vào đây thì chắc là để giặt rũ quần áo rồi rửa chân tay thôi. Mùa này đang là mùa hè thì sẽ có nước mưa, nhưng mà đến khoảng hết mùa hè đến mùa thu là bắt đầu là không có nước nữa. Lúc đấy cuộc sống dưới này thì sẽ càng khổ cực hơn rất là nhiều. Bình thường như này ở nhà phát hết quang hết ở bên ngoài đi. Như là ghê quá, con dán vào nhà đấy. Con dán con sâu vào nhà đấy. Thế bây giờ bảo mẹ Di đi lên trên kia thì bảo kiểu gì? Mẹ Di tí đi sai thì sao? Đi, bảo mẹ Di đi lên trước, đi từ đường này đi. Di lên trên kia, muốn ăn gì lên trên kia lấy nhá. Bảo mẹ đi đây, bảo mẹ đi lên trên nhà Thanh kia nhá. Vâng. Nếu mà bố không có sức thì thôi, bố ở nhà. Di ăn kiểu thì thuật tiệt thì Di mua mấy cái kiểu ăn đi. Di có ăn kiểu không chứ? Ăn. Đấy. Ai gọi đầu cho? Con tự biết gọi đúng không? Giỏi lắm các bác ạ. Bé như này thôi nhưng mà gội đầu tắm rửa, bởi vì mẹ là cũng không có biết giúp làm mấy đâu nên là thành ra là bé cũng tự làm hết. Cũng giỏi. Lúc nào học lớp 1 thì ở nhà chú nha. 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 Đi, con đi dép chưa? Đi được không? Đi. Hay đi với chú đi đường kia nhỉ. Không biết có đi được không. Đi nhưng mà mặc áo này à? Áo này đi à? Đi dấm xuống con sâu nhé. Bắt là ngu này rồi, ngu này là ông nọ là... Cuối cùng là... Đi phương, đi
con cỏ mà mất nhọc tiệc con mất quả 6 lít rượu này thì mua nhà 6 kênh thuê người ta là người ta có cỏ cho này mới ra. Thế là cuối cùng là bây giờ là đổ sông đổ biển hết. Rồi 3 triệu tiền giống ngô này, tiền công này, rồi tiền thuê người ta làm thứ này. Gần 6 7 triệu rồi. 6 7 triệu tiền rồi. Bây giờ là coi như là hết mất sạch trắng luôn à? Cháu bảo đừng có làm rồi, thời gian vừa rồi cứ bỏ con ở nhà rồi cố gắng đi làm, cuối cùng bây giờ có được cái gì đâu. Đúng không? Con đi dép. Không đi dép à? Di phải thực ra thì cháu thấy là Di còn phải là đi đằng trước để chỉ cho mẹ là ở nơi nào đấy. Di biết đi đâu mua đồ không? Đi đến là ở chỗ cái đoạn trên này chú chở con nhá. Chỉ cho mẹ đi nhá. Đi trên thay nhá Di nhá. Biết chưa? Đi chỗ chú Thanh ấy, bác Thanh ấy. Có của người ta nó cũng muốn đi. Đi đường bên này thì xa hơn các bác ạ. Đi đường bên này đường tắt, nhưng mà là xe máy chỉ đi được một cái đoạn thôi. Và rất là chân. Đây là cháu bà Di đi với mẹ đi đường tắt đi bên này. Và chủ yếu là để chỉ cho mẹ đi ở đâu, chỗ nào để còn biết là đi lên trên đấy lấy đồ về. Chứ còn mình chở cả Di đi thì không biết là lát nữa mẹ có biết đường đi hay không nữa. Ui, cuộc sống giữa rừng như thế này, đứa nhỏ thì không bạn bè. Ui, đây, qua đây. Không bạn bè, qua đi. Không bạn bè, không ai chơi cùng cả. Mẹ thì không thể mà nói chuyện được với gì. Chung là cũng rất là cảm ơn các bác, cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân thời gian vừa rồi. Gian vừa qua thì đã đồng hành và giúp đỡ cho bé có cái cuộc sống như ngày hôm nay, thì mặc dù là khổ hơn so với các bạn cùng trang lứa, vất vả hơn, nhưng mà cũng đã một cái phần nào đó thay đổi đi rất là nhiều. Bé được đi học này, biết nói tiếng phổ thông, cũng có cái căn nhà để ở. Từ lúc ngày xưa lúc nhỏ là bé sinh ra chỉ có là ở trong, ở giữa rừng, ở ở ngoài suối thôi các bạn. Hai mẹ con lên đến là trên bản đợi cháu San các bác ạ. Cháu đi từ đường bên kia còn đến đây chậm hơn. Vừa nãy thì hai mẹ con đến trên này chắc là không thấy mình ấy. Đây nhìn lên gì? Ở đây. Gì? Về trước. Có giờ gọi không? Có giờ gọi không? Gì? Có không? Có. Có à? Ở nhà có không? Phòng đang đi đâu đây? Phòng? Đi đâu đây? Đi chơi à? Đây vào đây. Đây là hàng tạp hóa bản các bạn. Đây là... Mình lấy cái gì đây? Coi! Lấy cháu ít đồ với. Lấy cháu một vỉ trứng với. Trứng thế ở cô. Đó, vỉ trứng, một cân cá khô. Lo nó. Nhà con có cái gì? Có mắm muối không? Hả? Nhà con có mắm muối không? Có. Có à? Ừ. Không có thì ăn à? Ăn mì tôm không? Ăn. Ăn mì tôm không? Ăn. Ăn à? Ừ. Đấy, bảo mẹ là... Đâu? Chú xem nào, ăn mì tôm, lấy mì tôm nhá. Đâu bây giờ cháu? Nhặt đồ đấy. Lấy cháu...
một vỉ là 30 quả nhỉ? Thôi nhỉ? Đây, Di về đây này. Di ăn mì tôm gì? Mì tôm thì cũng phải lấy lẻ như này thôi các bác ở trên này. Thì những cái thùng này là thùng to. Là bây giờ là ít khi có những cái thùng nhỏ. À thôi, mình lấy cái thùng nhỏ đi. Lấy một cái thùng nhỏ nhỏ kìa. Cái này là một thùng nguyên đúng không cô? Không phải à? Cái này hậu hậu. Vâng, lấy cho cháu một thùng cái này đi. Nha, nha. Cho nhà cô yêu không? Hôm nào ai mua giờ gọi cho con? Ai mua giờ gọi? À hôm nào, à trước đấy chú mua đấy á? Chưa hết à? Chưa hết. À ok. Để cháu vừa mới lấy một vị trứng này. À, chai dầu với lại gói giặt quần áo thì có không? Thì mỗi một lần cháu cũng lên trên này có thể là một tháng hoặc hai tháng cháu mà lên một lần. Thì nói chung là nếu mà chăm chỉ giặt quần áo thì một cây này là chỉ có giặt khoảng 3 lần thôi các bạn. 3 lần thôi, mình cứ lấy cái này. Lấy cho cháu một thùng mì nữa. Rồi, ăn bánh kẹo không? Đây. Về đây con xem muốn ăn cái gì thì con lấy. Con muốn ăn cái gì? Ăn cái gì cơ? Đây này, ăn cái gì thì lấy này. Ăn cái này ăn không? Ăn à? Sao sao mà ngứa người đây, có cái gì tám không? Có xà phòng tám không? Không à? Không có. Không có à? Thế nào ở đây có cái để mà tám không? Có cá khô chưa? Di muốn mua cái gì nữa không? Muốn mua cái gì nữa không? Mua. Mua cái gì nữa? Con? Con mua cái gì nữa? Thế là bây giờ là cháu tính là tổng hết 410.000 rồi. Thì còn lại 90.000. Không biết là Di... con có muốn mua cái gì nữa không? Con nghĩ xem nào. Con mua gì nữa? Mua cái gì nữa? Hả? Hả? Đâu? Đi đi xem nào. Cái nào? Cái nào? Cái nào? À mua kiểu mút á? À kiểu mút thì lấy một hai cái thôi nhá. Ăn sâu răng nhá. Ừ. Đây tí nữa chú tính tiền vào cho. Thế thôi đúng không? Ừ. À cái này là bây giờ mang về kiểu gì? Bây giờ mang về kiểu gì? Con có dép không? Có dép đúng không? Lấy một cái túi to như này cho mẹ bảo mang về đó. Bây giờ mang đây, cháu vừa cọc hết rồi, cháu vừa cọc. Cháu vừa cọc rồi là thành 410.000. Đấy, còn lại có phải 410.000 không? Bây giờ thì cháu đã thanh toán xong xuôi các bác. Tức là hết 415.000. Thì còn lại là 85.000 đây thì cháu gửi cho hai mẹ con. Đấy nhá. Ừ. Rồi mang cả đồ đi về nhá. Hai mẹ con mang. Con xách được cái này không? Không à? Ừ, thế tôi cho mẹ. Nên bây giờ mang kiểu gì nhỉ? À, mẹ bảo cho vào đây à? Thế con với mẹ từ từ đi về nhá. Ừ. Rồi, bảo cả mẹ đi về đi. Tối rồi. Ừ. Thế thôi con bye bye các bác nè. Con bye bye ông bà nè. Bye bye. Bye bye. Bye bye ông bà. Bye bye ông bà. Ừ. Con xin cảm ơn. Con xin cảm ơn. À, cô Yến. Cô Yến. Đã gửi tiền. Đã gửi tiền. Mua quà cho con. Mua quà cho con. Ừ, ok. À, ngày hôm nay thì cháu cũng
lên đây để thăm bà dì và mua những cái đồ đạc các thứ cho bé. Đặc biệt là như là một vài tháng thì mới có thể là nhiều khi trong nếu mà mình không lên trên này mua như thế này thì chắc chắn là bé đặc biệt mùa mưa như này, mùa hè thì rất là ít khi có cái gì để mà ăn các bác nhá. Video ngày hôm nay cháu cũng xin cảm ơn chị Yến rất là nhiều đã đồng hành và giúp đỡ cho bé Di. Trong gian tới cũng rất là mong là chị sẽ tiếp tục đồng hành và giúp đỡ cho bé có một cái cuộc sống tốt hơn trong tương lai các bác nhá. Video này cháu xin kết thúc tại đây thôi. Xin kính chào và gặp lại tất cả các bác chú anh chị.